bên bọn em có chương trình gì anh nhỉ? Dạ, chương trình ghép đôi thì không phải, nhưng mà bọn em đang làm một cái clip nhỏ nhỏ về ngày Valentine ạ. Thì không biết là các chị có thời gian rảnh, bọn em hỏi một số câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Chỉ một chút thời gian thôi, không có tốn thời gian lắm đâu ạ. Vâng. Hello, 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 xin chào mọi người. Thì hiện tại thì bọn mình đang ở Osaka, Nam Va. Và hôm nay chúng mình sẽ quay một clip ngắn về chủ đề Valentine. Trước hết bọn mình sẽ đi chuẩn bị một số đồ cần thiết cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và mọi người hãy xem hết clip để ủng hộ bọn mình nhá. Mấy clip nhá. Con người yêu cũ hay quay quần khu này. Days later. Thì hôm nay là thứ bảy thì có vẻ là các bạn Việt Nam phải đi làm bay tổ, cho nên là mình tìm 4 tiếng rồi nhưng mà chưa thấy bạn nào người Việt qua đây. Các bạn ạ, mình sẽ phải đi dạo một vòng quanh đây xem là có người Việt đây không nhá. Rất là khó để tìm đúng không? Khó tìm thật sự là khó tìm các bạn Việt Nam luôn. Hay là phỏng vấn người Nhật nhỉ em? Phỏng thế vấn cũng được à? Phỏng vấn cho em hỏi nhá. Em làm gì biết tiếng Nhật mà hỏi. Xuống đường à? Xuống đường ta khó nhỉ? Các bạn hãy theo chân chúng mình nhá. Ai à? Trên cầu có vẻ là không có. Có vẻ khác mọi hôm nay. Không hiểu tại sao là không thấy ai luôn á. Em cuối tuần là hay lên đây chơi không? Em có. Lên đây tán gái hay như nào? Không, em đi tham quan và mua sắm, mua sách rồi các kiểu. À, mua sắm, mua sách không phải đi tán gái à? Em không. Hình như là bên kia mình thấy đôi anh chị người Việt Nam rồi, mình sẽ đến đấy hỏi nhá mọi người. À nhưng mà họ đang chụp ảnh á, để cho họ chụp ảnh xong đã. Để cho họ chụp ảnh xong thì mình sẽ đến phỏng vấn. Các bạn hãy theo chân của mình. Lướt một vòng ra ngoài kia đi. lấy tinh thần bên này xem này. Chào anh chị ạ. Anh chị có phải là người Việt Nam không ạ? À, bọn em cũng là người Việt Nam. Thì hiện tại thì bọn em đang làm một cái clip nhỏ nhỏ về chủ đề Valentine ấy. Thì không biết là anh chị có thể cho bọn em hỏi một số câu hỏi nhỏ nhỏ được không? Nếu mà chị ngại chị có thể đeo khẩu trang được ạ. Không thì em... Anh chị là người yêu hay là... Người yêu. À, người yêu hả? Thế hôm nay là mình đi lên đây mua sắm xong đi chơi luôn à hay như nào? Tại người yêu anh ở xa lắm, ở Nagasaki rồi. À, anh ở Osaka rồi đó. Ở Osaka. Còn chị là ở Nagasaki đúng không ạ? Ồ. Dạ. Em làm gì như làm vlog hay sao? Dạ vâng, bọn em làm clip trên YouTube đấy chị. Vâng. Thì không biết là anh chị đã có cái dự định hay là mình định làm gì trong ngày Valentine chưa? Hiện tại thì chưa. Hiện tại chưa. Không biết là mình nhưng mà chị ở tận Nagasaki đúng không? Còn anh ở Osaka thì chắc là hay là hôm đấy anh xin nghỉ xuống chị chơi cũng được. Hôm đó thì vẫn nghỉ, thì hôm 14 tháng 2 thì mới về. Thì ngày mai lại là có nghĩa là chị sẽ ở đến 14 tháng 2 luôn. À thế thì tốt quá. Em tưởng là chị mai hoặc là hôm nay về luôn ấy. Nhưng mà xa thế về vất vả chị anh nhỉ? À? Vâng. Nó đi là nói chung là vất vả lắm. Hồi hôm lên là đã mệt rồi, bây giờ mà đi nữa thì ngày mai lại về nó cũng đuối lắm. Vâng, nên đây chơi phải đi mấy ngày cho nó đã anh nhỉ? nghỉ không được nhiều cho nên chỉ đi bao nhiêu 2 ngày thôi. Nếu mà Osaka, nếu mà dẫn chị đi chơi thì anh có định dẫn ví dụ đi chơi ở chỗ nào chưa? Thì Osaka thì cũng không có gần lắm. Vâng. Ở đây cho nên là chỉ biết ở Nam Bà thì dắt ra Nam Bà chơi.
Em có địa điểm nào có thể recommend anh không? Anh có thể là đi Umeda Sky Building nè. Sky Building một địa điểm khá là đẹp anh ạ. Hay là cái tòa nhà cao nhất, hay là cái tòa nhà cao nhất Nhật Bản ở tên đâu gì, tòa Abeno gì đấy. Em cũng không rành nhớ tên rõ. Harukasu chính là tòa đấy. Hai địa điểm đấy mà lên mà kiểu ban đêm rất là đẹp. Hoàng hôn, ngắm hoàng hôn thì khá là đẹp. Anh sang là đi mình đi làm luôn à hay là đi làm? Anh sang là anh đi làm luôn đâu. Anh sang theo diện kỹ sư à hay là kỹ sư? Thế còn chị là du học sinh à hay là? Chị là thực tập sinh. Chị là thực tập sinh à? Chị về nước xong rồi chị cũng quay lại á. Chị làm thêm 2 năm nữa. Nhưng mà chị cũng còn về nữa rồi. Không biết là hai anh chị quen nhau lâu chưa? Cũng gần 2 năm mấy rồi. 2 năm. 2 năm thế rồi cũng khá là lâu rồi. Vâng thì bọn em hôm nay cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ đấy. Quà nhỏ nhỏ tặng anh chị. Mong anh chị, mong anh chị những... có một buổi lễ chúc anh chị Valentine vui vẻ. Cảm ơn vâng. Em nhé. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ vâng. Mình sẽ đi dạo một vòng để cho mọi người thấy cái vẻ đẹp ban đêm của Osaka như thế nào nhá. Ở Osaka thì hơi xa, đây là khu vực Nam Bà. Đây là trung tâm ăn chơi mua sắm sầm uất nhất của Osaka. Đáng nhẽ là ông quay phim là ông phải đi trước mình á. Ông quay phim là ông phải đi trước chứ không phải đi sau quay đằng sau này. Đúng rồi, ông quay ngược lại. Thời tiết thì khá là lạnh đấy. Thời tiết hôm nay khá là lạnh luôn. Chắc phải đến -5-6 độ C ấy nhỉ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tuyết nó lại không rơi. Nhưng mà chúng mình cũng phải cố gắng đi quay để có một clip tuyệt vời cho mọi người xem. Không biết là có phỏng vấn được ai không, nhưng mà tạm thời là chỉ có hai anh chị thôi. Bọn mình vẫn đang cố tìm kiếm để mà phỏng vấn, để tạo ra một cái clip thật là tuyệt vời để cho mọi người xem. Nên là mong mọi người hãy xem clip để ủng hộ bọn mình. Đó, quay như kiểu là phim truyền hình á. Chỉ khổ ông quay phim thôi. Ông quay phim vác máy quá nặng, quá thương. Hay là tí cho chú phỏng vấn mấy chị em người Nhật được không? Em ngại lắm. Ngại gì đâu, họ nói tiếng Nhật chứ nói gì đâu. Họ nói tiếng Nhật mình hiểu, mình khó nói ra, mình không hiểu mình có dễ nói hơn à. Khu này trước khi dịch thì rất là đông người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc đến đây để ăn chơi mua sắm. Tuy nhiên là sau khi mà dịch Covid bùng phát ấy, thì khu này chỉ còn người Nhật và du học sinh thôi, mới lại thực tập sinh thôi. Khu này cũng khá là đông người Việt. Thường vào các ngày lễ hay là các ngày cuối tuần thì mình sẽ dạo quanh mua sắm. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại không có ai luôn. Rất là khó hiểu. Khó hiểu thực sự luôn. Còn mình từ tìm kiếm đến từ chiều đến giờ mà vẫn chả thấy ai. Chỉ thấy mỗi hai anh chị lúc nãy thôi. Có rất là nhiều người để ý nhưng mà họ không hiểu là bọn mình đang quay cái gì nữa. Không phải hai thằng đàn ông quay với nhau à. À kia ngoài kia có hai chị. Dừng lại, hình như là mình thấy người Việt rồi, xong. Không thể nào mà chạy được nữa. Đấy câu chuyện là cho em. Đây rồi, hình như là người Việt Nam rồi, không chạy nữa rồi. Khả năng. Chào hai chị ạ. Hai chị có phải người Việt Nam không ạ? Người Việt Nam. À may quá, bọn em cũng là người Việt Nam. Các chị đang đợi bạn hay là làm gì ở đây ạ? Ngồi đây chơi à? Thì hôm nay thì bọn em có làm một cái clip nhỏ sẽ quay về cái chủ đề Valentine ấy. Thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Valentine thì không biết là các chị có... À, bọn em có thể hỏi hai chị một số câu hỏi nhỏ về ngày Valentine được không ạ? Ngày chị có ngại không ạ? Dạ. Chị vừa mới chia tay xong ạ? Ôi, thế là em không biết là em có nên hỏi câu hỏi này không? Hay chị là du học sinh à hay là như thế nào ạ? Dạ con em thực tập sinh ạ. Là thực tập sinh à? Mình có ở khu vực này không ạ? Không. À, có thể đến đây chơi thôi ạ? Thế là đang đợi bạn hay là sao mà em thấy hai chị như kiểu là đang giãn cách với nhau ấy? Hai chị em luôn. Chị em ruột đấy ạ? Vâng. Hai chị em ruột nhưng mà sao ngồi xa nhau thế? đang hờn. Đang giận dỗi điều gì à? Hai chị là ở đâu tới à? Em ở Tottori đấy. Tottori à? Chị cũng ở Tottori luôn à? Ở Toyama. Toyama.
sao sao hai người không không ở cùng nhau làm công việc luôn mà lại đi xa như thế? Em đến trước chị. Chị đến trước còn chị đến sau đúng không ạ? Tốt Tutti thì em có đi mấy lần rồi ạ? Vâng. Em có đi cái gì nhỉ? Cồn Cát, cái cồn gì nhỉ? Cồn Cát ở Totori khá là nổi tiếng. Và em có đi làm Burantia ở Totori nữa chị ạ? Vâng. Chị, mấy chị đến Osaka có đi chơi được nhiều địa điểm chưa? Em lên nhiều nhưng em ít đi lắm. À, thế là chỉ nên đúng vị trí này và hai người ngồi nói chuyện với nhau thôi đúng không? Em cũng phải lên thôi nhưng mà chẳng đi nhiều. À, chỗ này nó kiểu chỗ ăn chơi mua sắm ấy. Còn nếu mà đi hẹn hò thì mình sẽ phải đi một cái địa điểm khác. Em nghĩ là Nam Bà thì vâng chỉ ăn chơi mua sắm thôi. Không biết là chị có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. À, có người yêu à? Thế không biết là ngày 14 tháng 2 thì không biết là chị với người yêu định đi chơi đâu hay là mình đi ăn uống gì không? Dạ em nghĩ là không, ạ, vì nghĩ em đang cách ly ở nhà. À, đang cách ly, đang bị Covid à? Đang bị F0 à? Vâng. Ồ. Cho nên là không được gặp nhau. Thế thì cũng hơi buồn nhỉ, không biết là sức khỏe của anh như thế nào rồi. Đó vẫn bình thường nhỉ. À, bình thường à? Đó, quá là cách ly cho an toàn hai bên. À, thế là cũng mình ở cùng nhau luôn hay là? Em ở dưới kia, anh ở đây. À, thế là cũng khá là xa. Vâng, vâng. Thì vâng, thì em cũng chỉ hỏi một số câu hỏi thế thôi nhỉ. Dạ, em đi từ chiều đến giờ mà chỉ có gặp được hai anh chị à. Vâng. Đi một tiếng lòng vòng quanh đây rồi. Vâng, mà không có tìm được người Việt nào. Rất là đang không biết làm sao, có nên là tắt máy xong đi về không, bởi trời trời khá là lạnh á. Vâng. Khá là may gặp được hai chị. Bọn anh cũng là người ở đấy hả? Dạ vâng, bọn em cũng đi học đi làm ở đây luôn ạ. Nhưng mà đi học ở đây. Cũng sang Nhật khá là lâu rồi chị ạ. Bọn em sang cũng được sang bọn em mới sang có được 3 năm thôi. À mới sang. Em thì năm nay năm thứ 8 rồi. Năm thứ 8 thôi. Dạ vâng. Em phải lớn rồi làm rồi. À không, em trẻ, em 95. Bằng tuổi. À bằng tuổi. Thì bọn em có chuẩn bị một bọn em thì có chuẩn bị một ít quà để tặng các chị. Mong chị nhỉ. Thôi năm nay mình không đi chơi được thì coi như là vâng. Dạ, chúc chị chúc chị có một mùa Valentine vui vẻ ạ. Vui vẻ. Chúc chị sớm tìm được người yêu. Vâng, người yêu lý tưởng và luôn yêu thương chị. Dạ. Và cũng ngọt ngào như cái sô cô la này. Em cảm ơn hai chị nhiều ạ. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Vâng, bọn em. Thì bọn em đang quay clip ấy thì không biết là em có thể up cái clip này lên YouTube được không ạ? Dạ chắc là không sao đâu. À chắc không sao, chị không vấn đề gì ạ. À vâng, em cảm ơn, may quá. Cơ hội đến là phải tận dụng mọi người ạ. Bên kia có một em, à phải một em, một bạn người Việt. Nhưng mà mình sợ bạn đấy kiểu thấy là con trai ấy, sau này là không biết là các bạn, không biết là bạn đấy có đồng ý phỏng vấn hay không. Mình sẽ hỏi thử nhá. Chào em. Em có phải là người Việt không? À, may quá, anh cũng là người Việt. Em đang đợi bạn hay là làm gì ở đây? Vâng. Đang đợi bạn à? Thì bọn anh đang làm một cái clip nhỏ nhỏ ấy. Vâng. Em có nghe rõ không? À bọn anh đang làm một cái clip nhỏ nhỏ ấy thì không biết bọn anh có thể hỏi em một số câu hỏi được không? Chờ hỏi gì ạ? À hỏi về chủ đề Valentine á. Vâng. À may quá. Thế thì tốt. Em là người Osaka luôn à hay là ở đâu? Vâng. À người Osaka. Em là du học sinh à hay là? Vâng, du học sinh luôn. Em sang Nhật lâu chưa? Vâng, khoảng tầm 1 năm. Ồ, 1 năm à? Thì không biết là chị có cái dự định gì trong ngày Valentine cho mình có thể là đi chơi với bạn bè hay là đi làm hay là như nào à? Để đi làm thôi ạ. Valentine đi làm à? Không có du học sinh vất vả chị nhờ. Em cũng là du học sinh đúng không? Em cũng là du học sinh mà. Bọn em cũng chắc là hôm đấy thì chắc là cũng ở nhà đó chị ạ, bởi vì hai thằng là cũng chưa có người yêu ấy. Vâng. Thì yêu đi quay clip cho nó vui, cho có không khí thế thôi. Thì bọn em cũng có chuẩn bị một cái món quà nhỏ nhỏ ấy. Vâng. Vâng, thì em gửi tặng chị ạ. Vâng, em cảm ơn. Không, không biết là chị có người yêu chắc. Chị có rồi ạ. À, thế hôm đấy là chị đi làm còn anh là cũng đi làm luôn hả? Vâng. Thế là mình sẽ đi chơi ở một buổi khác. Thế hơi một tí. Nhưng không sao, nói chung là đi làm bên này, công việc thì mình cũng phải ưu tiên, còn đi chơi với nhau thì mình có thể tổ chức buổi khác được. Vâng, em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị nhiều. Vâng.
Chào hai anh có phải người Việt Nam không? Dạ. Bọn em có hôm nay có làm một cái clip nho nhỏ về Valentine. Không biết bọn anh có thể cho bọn em hỏi một số câu hỏi có được không? Đi cứ quậy. Một đi một đâu có sao đâu. Có người yêu. Không, có người yêu gì bọn em hỏi. Nhưng mà được lên TV anh? Được, lên trang nhất luôn anh ạ. Chỗ nào TV đây anh? Anh cứ vào, anh anh có biết TikTok của anh Thần không? Chắc là không, không có ai xem TikTok mới. Đã anh thích lên trang nào thì em cho lên trang này luôn. Anh, nhưng mà anh hỏi cái gì anh hỏi đi. Em có hỏi một số là, em hỏi là anh đã có người yêu hay chưa? Em chưa có người yêu. Chưa có người yêu anh à? Hai anh đều chưa có người yêu. Đúng rồi. Mẫu lý tưởng của người yêu của anh, lý tưởng của hai anh là gì? Ủa, em là nắng mưa biết vào nhà mà không đi dắp tay được. Đơn giản thế thôi á anh. Thế còn của anh thì như nào? Thì anh em thì ngoan ngoãn dễ thương là được ạ. Dễ thương được. Anh thì hôm đấy có mình có dự định là đi chơi với bạn bè hay là mình đi ăn uống cái gì đấy? Cái gì ạ? Bây giờ có nghĩa là ngày Valentine ạ? Ở nhà đắp chăn ngủ này. Ở nhà đắp chăn ngủ. Thế thì buồn quá nè, phải kiểu mình không có người yêu thì mình cũng nên rủ bạn bè đi ăn món gì cho nó gọi là vui. Không, đi bạn bè toàn cho ăn cơm chó không? À, toàn cơm chó. Em cứ tưởng là mấy chị bên đây là người yêu của anh cơ. Không, bọn em không quen. Không quen anh. À, à anh vâng. Thế anh có giờ có vào hỏi mấy chị nào? Để xin Facebook cho bọn em. Xin Facebook cho bọn em ấy. Đúng không? Các anh cứ trêu em. Người yêu luôn. Chắc người quen của anh đúng không ạ? Không, bọn em không biết. Nhưng mà bọn anh có người chưa? Bọn em cũng chưa có. Nên bọn em mới đi quay clip nhỏ như thế này đây. Nếu hôm nào bọn anh đủ bọn em đi chơi. Các anh là du học sinh à? Hay là đi làm rồi? Mình đi làm. Thực tập sinh à? À, thực tập sinh à? Bọn anh đã qua Nhật có lâu chưa ạ? Em qua làm Nhật 4 năm. Ồ, 4 năm khá là lâu rồi. Thế còn anh cứ sang Nhật lâu chưa? Em mới qua được gần 2 năm. Gần 2 năm à? Cho em hỏi anh quê ở đâu ạ? À? Em ở Nghệ An. À, thế còn anh thì sao? Em ở Hà Tĩnh. Muốn nghe anh không? Hà Tĩnh nhỉ, nó cũng như nhau. Còn em hôm nay có chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ thì chúc anh không chúc anh tìm được người yêu lý tưởng. Cảm ơn anh nhé. Chúc hai anh nhanh chóng có người yêu nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh nhiều nhá. Cảm ơn anh. Quá nhiệt tình. Gì anh nhỉ? Dạ, chương trình ghép đôi thì không phải, nhưng mà bọn em đang làm một cái clip nhỏ nhỏ về ngày Valentine ạ. Thì không biết là các chị có thời gian rảnh, bọn em hỏi một số câu hỏi nhỏ nhỏ thôi. Chỉ một chút thời gian thôi, không có tốn thời gian lắm đâu ạ. Vâng. Có được không ạ? Được ạ. À, vâng, cảm ơn chị, may quá. Bọn em cứ chẳng thật mà phang thôi. Đấy, cho em hỏi chị tên gì ạ? Em Tuyết Phương ạ. Chị đã có người yêu hay là chưa? Chưa. Chưa có người yêu. Em không tin lắm. Em cũng không có tin. Chị sinh năm bao nhiêu được ạ? Em sinh năm 94 ạ. Ồ, thì có gì định vị cho mà sao chị trẻ, trông trẻ nữa. Em có tưởng là khoảng 2000 hoặc 2001 đấy. Em còn ớ đó. Chị có gì định vị gì về cho cái ngày Valentine chưa ạ? Như là đi chơi với bạn bè hay là đi ăn uống gì đấy? Bọn em đang đi chơi với bạn bè ngay và đánh thái vui cho như là bao bè ạ. Thế mẫu người yêu lý tưởng của chị là như thế nào ạ? À? Bây giờ chưa nghĩ tới ạ. Chưa nghĩ tới. Sao là chưa nghĩ tới ạ? À? Chị có mong muốn với anh chàng cao to đẹp trai không? Hoặc là học giỏi hay là nấu ăn giỏi như này, các kiểu gì đấy? Đơn giản lắm. hay chỉ cần đẹp trai hay chỉ cần đẹp trai như em là được ạ? Vâng. Chị sang đây được lâu chưa ạ? Em vừa mới sáng hả? Vừa mới sáng hả? Vâng. Chị cũng ở gần ở đây hả hay sao? Em ở dưới kia cơ, ở tỉnh 36 cơ. Ôi sao lại 36 là chỗ nào nhỉ? Em cũng không biết. 36 là tỉnh xa. Tỉnh Tokushima ấy à? À Tokushima, Tokushima. À là xa so với đây. Khá xa nhỉ? Xa xa. Thế anh chị, thế là chị là có bạn bè trên đây hay là hôm nay là mấy chị rủ nhau lên đây chơi? Mấy chị em rủ nhau đi chơi à? À vâng. Thế là mai hoặc ngày kia mới về à? Hay là ngày kia mới về ạ? Ồ, ngày kia mới về. Thì đã có dự định gì cho những ngày đi chơi tiếp theo hay là chưa? Thì cùng bạn bè đi khám phá ở Osaka. Thế chị có muốn đi những địa điểm nổi tiếng nào ở đây? Bọn em có thể gợi ý cho chị một số địa điểm. Bọn em cũng chưa tìm hiểu lắm, nhưng mà bọn em đang tìm hiểu. Chị có muốn tìm một mảnh ghép còn lại của mình không ạ? Để em giới thiệu chị một chỗ.
Đi con còn đấy không? tình hình là các anh chị quen nhau đúng không? Không, em là khá em là khá nghi ngờ các anh ạ. Thấy bảo là không quen thì nhưng mà có vẻ là không phải. Người yêu em ấy. Dạ. Đây là người yêu em. À, là người yêu của anh luôn à? Vâng. Em không biết luôn. Thôi, chắc là sau này em xin phép. À vâng thì dạ, bọn em cũng có món quà tặng cho các chị. Ui, em cảm ơn ạ. Có hai, đợi hai chị. Bọn em có món quà tặng các chị. Cảm ơn. Vâng, chúc chị đi chơi vui vẻ ạ. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ, em cảm ơn ạ. Okay, dạ. Cảm ơn chị. Chào anh ạ.